bắt đầu hành trình là một ước nguyện nhỏ nhoi hình thành một clinic miễn phí để chăm lo sức khỏe cho các vị tu sĩ không phân biệt tôn giáo, những người vô gia cư và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đơn giản chỉ vậy thôi, và năm 2012, khi nhân duyên đầy đủ, Hội Y tế Từ thiện Sakya Care Foundation được ra đời dưới sự chứng minh của Hòa Thượng Thích Tịnh Từ, Viện Chủ Tu Viện Kim Sơn tại miền Bắc California và Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung tâm Văn hóa Phật giáo Chùa Việt Nam tại Texas, cùng sự hỗ trợ tinh thần của Chư Tôn Đức Tăng Ni Phật giáo ở nhiều nơi. Khởi đầu, Hội Sakya quy tụ một số các bác sĩ trẻ người Việt trong các ngành nha, y, dược và nhãn khoa tại Hoa Kỳ và Canada với mục đích chăm lo sức khỏe cho Chư Tăng Ni cũng như các chương trình cứu trợ y tế từ thiện cho những người kém may mắn, không phân biệt chủng tộc, màu da và tôn giáo, với tâm nguyện phục vụ tha nhân theo tinh thần giáo lý Phật Đà. Hơn 5 năm qua, kể từ khi thành lập, Sakya Care Foundation đã tổ chức các trạm y tế lưu động chăm lo cho sức khỏe của Chư Tôn Đức Tăng Ni tại các trường hạ và lễ hội Quan Âm. Cảm động biết bao những tấm lòng nhân ái rộng mở quên mình vì tha nhân, bởi vì không những tại Hoa Kỳ mà ngay cả ở những nơi xa xôi như Ấn Độ và nhất là trên quê hương Việt Nam, Sakya đã trở thành nhịp cầu kết nối những tấm lòng nhân ái với những mảnh đời cơ cực thiếu tình người, thiếu phương tiện y tế. Khi hàng ngàn lượt người nghèo khó được khám bệnh, khám mắt, phát thuốc, phát mắt kính miễn phí, hàng trăm các em học sinh nghèo được trợ giúp để đến trường và rất nhiều các trẻ em mồ côi được hỗ trợ trong việc nuôi dạy cũng như những bệnh nhân phong cùi tại những vùng hẻo lánh xa xôi. Tiếp theo những chuyến đi xa là những tổ chức quy mô hơn và thành công hơn. Tháng 12 năm 2017, Hội Sakya đã hợp tác với RAM, Remote Area Medical, tổ chức Houston Clinic 2017 với sự tham gia và hỗ trợ của hơn 100 y bác sĩ chuyên môn và hơn 300 thiện nguyện viên. Houston Clinic đã đón tiếp, chữa trị cho 633 bệnh nhân với giá trị y tế tương đương 229.822 Mỹ Kim, đã gây được tiếng vang cũng như lòng cảm kích của những cư dân tại Houston và các vùng phụ cận. Gần đây nhất là chương trình y tế từ thiện tại ba tỉnh miền Tây Nam Bộ Việt Nam vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2018. 49 thành viên của Sakya gồm 20 vị bác sĩ và phụ tá ngành y cùng với 29 thiện nguyện viên từ khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ. Đặc biệt trong chuyến đi này có 15 thành viên trẻ từ 16 đến 25 tuổi của Hội Từ Bi Phụng Sự và một nhóm bác sĩ thiện nguyện Việt Nam từ thành phố Sài Gòn cùng tháp tùng. Chung một tấm lòng, Sakya và đội ngũ thiện nguyện đã khám bệnh, phát thuốc, nhổ răng, đo độ và phát kính cho hơn 4.000 đồng bào ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp với giá trị y tế gần 250.000 Mỹ Kim. Chung một tấm lòng, Sakya và đội ngũ thiện nguyện đã khám bệnh, phát thuốc, nhổ răng, đo độ và phát kính cho hơn 4.000 đồng bào ở các tỉnh An Giang, Tiền Giang và Đồng Tháp với giá trị y tế gần 250.000 Mỹ Kim. Song song với việc chẩn bệnh, phát thuốc, Hội cũng có chương trình riêng để thăm viếng và tặng quà cho những gia đình nghèo, cô nhi viện, bệnh viện nhi đồng, trung tâm dưỡng lão và lớp học tình thương Bồ Đề Phương Duy. Nhìn lại chặng đường hơn 5 năm qua không phải là quá dài, nhưng bằng ấy thời gian, với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của một tổ chức còn quá non trẻ, Hội Sakya đã vượt quá ước mơ và dự tính ban đầu. Hẳn nhiên, những chương trình y tế và từ thiện thành công mà Sakya có được là nhờ vào sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất của Chư Tôn Đức, quý vị Mạnh Thường Quân, thiện nguyện viên xa gần. Tất cả đều xuất phát từ tấm lòng của những con người cùng chung chí hướng và tâm nguyện phụng sự cho tha nhân, được kết nối bởi nguyện lực, tâm lực và tài lực của mỗi mỗi con tim. Hy vọng mỗi con tim ấy luôn giữ được kết nối yêu thương ngày càng lan rộng để lộ trình tương sinh tương ái này sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng. Sakya ước mong sẽ gặp được nhiều hơn nữa những tấm lòng cao đẹp để cùng nhau dấn bước, xoa dịu nỗi đau và đem lại niềm vui cho
cho những mảnh đời bất hạnh.